À, Phong Nguyễn xin kính chào quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Hiện tại thì Phong cũng mới vừa tới căn nhà của em Thiện 19 tuổi mắc căn bệnh tiểu đường của anh chị. Thì bữa nay là Phong đi cùng với anh Trực là vị chủ thầu. Anh Trực chào khán giả đi anh Trực. Xin chào khán giả. Thì bữa nay cái hoàn cảnh ở đây là nghe từ ban đầu thì mấy anh em mình cũng đã ghi hình và chia sẻ đó anh Trực. Thì bữa nay em cũng mời anh đi tới trước nhất là để thăm chú. Rồi bên cạnh đó mình cũng chia sẻ chút tình thương của mình Thường Quân để trao gia đình ha, anh Trực ha. Rồi em Nhí. Chào khán giả đi em. Chào ông bà cô bác đi em. Dạ con chào cô chú. Cũng mới vừa tới hai chú ha. Rồi, chú cũng chào khán giả ông bà cô bác Mạnh Thường Quân giúp con ha. Dạ chào khán giả, chào cô bác gần xa. Dạ chào cô. Dạ con chào vừa mới tới. Dạ chào ông bà cô bác gần xa. Dạ. Rồi cái chân chú bữa nay như thế nào vậy? Bữa nay là nó cũng là đại đại hơn hẳn. Ủa cái gì mà nó lồ vậy ghê chú? Cái này cái hầm nó mất cục thạch ở đây rồi người ta mới lắc trên đây là đắp lên nè. Rồi con quên dòng xích qua bên ha. Dạ. Là cái anh Trực anh chia sẻ là cái cục thạch hôm bữa là dính ngay cái cục gạch hôm bữa chú tông á. Dạ. Bữa nay chú thông suốt rồi đúng không? À. Bữa thấy chú mà buồn bã là cô bác rất là buồn. Ừ. Bây giờ được Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình, tinh thần mình phải lạc quan với mình phải nhớ chứ biết những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân dành cho mình. Hai chú. Dạ. Yeah. Dạ. À, bữa nay con thấy chân của chú mặc dù nó bị sưng phù nhiều nhưng mà nó cũng hình như nó có tiến triển tốt đúng không chú? Dạ. Đỡ sưng hơn bữa. À, là chú nói lấy cục thịt ở đâu đắp vô đó? Lấy cục thịt ở trên đây. Cái đắp xuống đây, bị mất luôn thịt, mất luôn xương đây. Mất luôn xương, mất luôn thịt. Mất luôn xương, luôn thịt. Một cái cục thịt này chắc cũng bự lắm á. Cái dây này. Dạ. Nguyên bề đó bữa mà mình thấy đó. Nó có miếng xương trong nữa. Nó dính vô xương chắc rất là miếng. Chú đau dữ không? Còn đau dữ không? Không, cái chỗ này hiện giờ là nó không có đau. Cái như cái thịt đây nó ghép vào liền vô đây. Nhưng mà đau là đau nhỏ ngay chỗ này. Với lại bên đây. Cả hai bà đường này tối ngủ. Ủa em Thiện đâu rồi? Sao ha, cô ngồi với chú ngồi ha, để con xuống dưới coi nó làm gì. Với kêu em nó điện nhờ cái gì chú đất qua con được gặp chút xíu ha cô ha. Thôi đi em, đi xuống dưới. Chú đi, chú điện chú chủ đất gần đây giúp con ha. Chào em. Dạ. Đang làm gì em? Ủa? Chắc không tay hả? Dạ. Anh mới vừa xuống. Chào ông bà cô bác đi em. Dạ em chào ông bà cô bác anh chị mọi người. Chắn cái mic đi vô đi em trai. Rồi em hôm bữa đi khám cái con mắt bị cận thị rồi em đặt kính chưa? Dạ có, em có kính rồi. À em đi lên phía trước trò chuyện với anh luôn ha. Dạ. Nào cái sổ sách giấy tờ với cái giấy mà anh nhờ gia đình á. Cái giấy mà anh nhờ gia đình kêu cái gì chủ đất này cũng có cho mình ở đó. Bao lâu thời hạn bao lâu đó. Ở ngoài đó. Ừ, có ngoài luôn không? Rồi. Thôi đi ra, đi ra đây. Cái nhà bây giờ nó bị sao giống như bị trầm trọng quá. Ôi, sao đồ đạc chú éo ơi. Rồi em trai qua đây ngồi đi. Rồi. Cô xích ở đây ngồi với gần bên chú nè. Chí lên đây ngồi đi em. Lên đây đứng nè. Cho nó sáng nè. Như quên bữa nay để con lấy coi chừng nó lật xuống kia là chú tiêu chú luôn á. Thế có món quà của một cái người chị gửi gia đình ha. À, em Nhí cầm giúp anh ha. Thổi em nè. Không có chỗ bỏ đen cầm luôn chứ. Này.
Nay mắt em sao vậy, ổn không? Dạ cũng ổn. Ổn vậy đứng lên ấy quà với anh ha. Ừ. Ở đây thì có một cái món quà của chị Trần Bích. Trần Bích Lệ, của chị Trần Bích Lệ là có gửi cho em là một cái bọc hàng này ha. Dạ. Ừ. Thì bây giờ em trước nhất em cảm ơn chị Bích Lệ đi. Dạ em cũng cảm ơn chị Bích Lệ đã gửi cho em cái bịch hàng này. Dạ. Cô thấy cô mừng không cô? Mừng. Dạ, mừng. Đó, thấy gia đình lúc đầu Bích Lệ cho chị phần quà đó. Chị xin cảm ơn. Thì con cũng biết là bên trong đây là cái gì luôn á, nhưng mà cũng đang rất là tò mò. Thì không, bây giờ thì em khui ra đi. Em đại diện gia đình em là bây giờ là em là khỏe nhất rồi đó. Ê, mấy cái này xích xuống để nó trúng cái nó lật nó đâu bể. Ở nhà không có cái gì có giá trị hết trơn. Lấy hàng quẹt ra. Quẹt vào chừng trái đồ bên trong. Tụt mấy lớp luôn nè. Thôi em nhí vô khu phụ em nó đi chứ. Phụ em nó đi. Cảm ơn được rồi. Mạnh mẽ lên. Đàn ông trai yếu đuối quá vậy. Thiện đó, phải học hào theo em nhí đó nha. Đó, thấy không? Trời ơi. Quá trời ra mùn gối lum luôn nè. Cái này ngon lành rồi. Cái này. Dạ, ngon lành hết rồi đó nha. Để anh coi coi. Đây toàn bộ đồ mới không? Nhưng mà cái này để anh quay sơ để mình biết, để mình còn cảm ơn chị Lệ ha. Chị Lệ phải không em? Cái tờ giấy tên đó, nhớ lưu lại. Ở trên đó. À đây, ừ. Đó, xé tờ giấy này để mình nhớ lại, nhớ những cái vị mạnh thường quân đã giúp gia đình mình. Nè, xé tờ giấy này cho gia đình giữ rồi đi em. Trần Bích Lệ. Ừ, chị Trần Bích Lệ. Ừ, xé ra để gia đình mình ghi nhớ. Rồi mai mốt có chương trình lên á thì mình nhắc những mạnh thường quân đã yêu thương, đã giúp đỡ mình. Đặc dù cũng có rất là nhiều mạnh thường quân. Anh Di, Bác Thọ, chị Hảo, cô Tâm Độ, cô Huệ Tịnh, chú Thanh Cường. Nói chung là rất là nhiều mạnh thường quân. Hôm bữa là có đại diện anh Tâm, chị Ngọc cũng xuống đây để trao quà ông bà cô bác. Lưu lại đây một cái mền với ga đủ thứ, cái mùng, nói chung là những cái đồ vật dụng là đầy đủ để mình ngủ á. Em cứ cất gọn một bên đi ha. Thì đưa cái mít cho ba em kìa. Bữa nay chú thấy sao? Dạ nay cái thì sao chú? Là chị ở với mạnh thường quân để giúp đỡ cho được một số đồ. Cái trước rất là cảm ơn chị Bích Lệ nha chú. Dạ chị Bích Lệ. Dạ cũng rất là cảm ơn. Ai không nói gì hơn, rất cảm ơn nhiều lắm. Ừ, với em Thiện, em liên hệ với cái bên chủ đất á, chỗ mà đã cho gia đình em tá túc, để anh cảm ơn cô chú một tiếng ha. Ừ. Rồi cô thấy sao bữa nay, thấy cô vui vẻ hơn nhiều nè. Sao cô? Nay thấy vô thăm gia đình. Điện chú đất đi em. Mời chú đất đi, gần đây thì em đi qua mời. Thôi con chạy, con xách xe chạy vô đi con. Chạy vô bác ba. Ừ, mời bác qua đi con. À, em. Bác ba, con mời bác ba ra. Chút xíu nè. Chị Bích Lệ cho phần quà đó cũng mừng lắm. Vui lắm. Sao chú này chú cạo đầu rồi hả? Nhà ông ta ông hớt cho nó gọn, à. Mát. Ừ. Hôm bữa
Hôm bữa trong cái lúc mà sao mà chú buồn, chú nói lại cho con được biết được không? Kiểu như là thấy mình là cảnh như này, bà cô bác là anh em ở gần xa tới giúp đỡ, rồi mình thấy tự nhiên mình tủi, nước mắt cặn được, chảy, quýt. Nước mắt nó chảy thì trong cái niềm hạnh phúc đúng không chú? Dạ, niềm mừng. Thế nhầm khi là trong cái lúc mà trao quà, cô bác đã dành cho mình cái tình thương, chủ yếu là mong muốn cho mình được cái sự hạnh phúc, được sự ấm áp lan tỏa, nhưng mà trong cái phút giây đó chú lại trùng bước xuống. Thì ngay cả bản thân con với cô bác chắc chắn là không, giống như là rất là buồn khi mà thấy cái tâm trạng đó, thì không có muốn hình ảnh đó. Nhưng mà thôi thì bữa nay con thấy xuống thấy cái gia đình của mình, chú gia đình thấy cũng biết cái giống như là biết thấy tinh thần mình đã thay đổi hơn rất là nhiều rồi. Thôi cũng cố gắng ha chú ha. Chứ mình đã gần như mình vớt xuống vực rồi, đâu có còn điều gì để mà nói tới nữa. Nhưng mà Mạnh Thường Quân đã cứu mình. Số tiền quá lớn đó đúng chú? Bữa giờ con cũng là người đã đại diện để giữ số tiền đó, thì bữa nay là con cũng thay mặt đại diện Mạnh Thường Quân. Thì đáng lẽ là cũng có anh Tâm Diện Ngọc xuống nữa, nhưng mà công việc anh chị hơi bận quá, nên là con cũng cố gắng sắp xếp cho nó ổn thỏa nhất. Nên là con mới mời cái gì mà chủ đất ở đây á tới để với có anh Trực nữa, để mình cùng bàn bạc cái vấn đề mà nó sửa sang căn nhà lại. Rồi chú nghe được điều đó chú thấy sao? Dạ, rất là cảm ơn. Là không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn anh. Là cái trước tiên là chú, ngoài những là cái thứ hai là Mạnh Thường Quân, là cô bác ở gần xa. Chú chỉ cần là nhớ tới Mạnh Thường Quân của con là được rồi. Quan tâm chứ, tới gia đình vậy thì rất là cảm ơn. Không biết nói gì. Chứ còn cô bác ở phương xa giúp gia đình mình với thương mà bà con mình, con quý không hết rồi. Chỉ cần là Mạnh hoàn cảnh á, với cô chú mà được ghi hình á, nhớ tới những Mạnh Thường Quân đã giúp mình là cái đó là niềm hạnh phúc của con rồi. Cái này sức khỏe chú thấy như thế nào? Này nó cũng đỡ hơn hôm trước nhiều, nhưng mà kiểu tối cái giấc khuya trời lạnh cái nó còn nhức. Trong cái lúc mà hôm bữa là đi khám bệnh á, thì gia đình cũng có liên hệ với Phong để lấy chút tiền để đi khám. Thì cái chân của, phải nói là cái chân hôm bữa của chú á, con nhìn con thấy tưởng nó là cái mức độ nó nguy hiểm, có thể là có nhiều cô bác nói là có khả năng là bị tháo luôn á, nó đen thui à. Nhưng mà bữa nay con thấy đỡ dữ lắm. Hôm đầu là nó sưng dày nè mà nó đen, là vì lý do là cái xương bên đây là nó nguyên nhân mà nó dập phía bên đây nè. Là bác sĩ có nói là bốn tay này là lên mình tháo cái này ra. Vậy là sắp được tháo ra. Là tháo ra rồi nó mới mổ bên đây. Là sắp cái xương này lại. À đây. Chào cô. Mà nó có hên cái là cái. Trời ơi cô. Con Phong Nguyễn thì, con biết được cái tấm lòng của cô quá lớn, là tạo cái chỗ cái mít đó cô, cái chỗ mà để ở cho gia đình của em Thiện. Như vậy bữa nay cũng mời cô xuống để trước nhất là cảm ơn cô. Rồi bây giờ mời cô vô bên trong ngồi ha. Để cho cô đỡ mỗi chân. Trời cô bệnh cô về mới về. Trời cô bệnh cũng mới về hả? Bệnh dữ lắm. Lấy cái ghế nào chắc chắc với để thăng bằng cho cô ngồi đi em. Đi nghe là 4 năm lần. Giờ mới đỡ đây. Giờ đi phải cắt cái cây thôi. Cô bị sao mà dữ vậy? Cô bị loãng xương. Bị loãng xương hả cô? Mới đầu phổi trước. Phổi trước xong cái loãng xương. Chú cũng khỏe hả cô? Khỏe. Nay mới khỏe không chị ba? Nay đỡ mới đó, mới đi đó. Tính đi ra đây mà không có ai dẫn hết thôi không đi. Bữa nay ông xuống trước nhất là thăm gia đình với cho ông bà cô bác biết là gia đình đã tiến triển rất là tốt. Chú vừa cái chân là khả năng là chuẩn bị tháo bọc da. Còn em Thiện á, bị tiểu đường thì đường nó cũng được khống chế. Rồi mắt thì cũng được điều trị. Và bên cạnh đó là do em á, là cũng bị giống như cận thị á, nên cũng có đeo kính nữa. Nên là đã đường tiến triển nó mờ mắt con ơi.
Tại vì chiều chú rỗng đời biết mà bệnh quá mà mắt. Gia đình ở đây là sao với cô mà cô thương dữ vậy? Trời ơi, không có dính liêu gì, tại dính với xíu với bơ vợ thằng nhỏ. Dạ. Yeah. Là xuống thằng Bon á. Thằng Bon em lần này. Chú là anh là coi như là ở bên đây. Ừ. Là chị của anh Xui. Dạ, yeah, chị của anh Xui. Ừ. Chị của bên Bon á. Rồi thấy vậy là thấy nó khổ quá. Bên đây là chú bác ruột. Dạ. Mình bên đây là chị dính bên Xui nên mình đây. Rồi anh cho em cầm giúp anh. Thấy nó tội nghiệp quá nên cho nó ra đây, nó trong kia. Nhưng mà yeah. không cô không cho được. Tại vì trong kia là dự định là cô chú mình nằm ở trong đó rồi, thảo mộ rồi. Ừ. Nên thôi cho nó ra đây ngoài này nó tự do đó. Đường lộ xe bự gì đó, nó muốn đi đâu nó đi. Kệ nó. Dạ, tới ngày hôm nay cô cho cái miếng đất mà cô chú ở đây với gia đình là bao lâu rồi cô? Bây giờ nó đây qua đây ha, nó nhiêu mét thì nó đủ nhiêu mét, nó có nhiêu mét, còn chiều dài 20 mét. Là nó ở giờ 20 năm con nhiêu ở. Không, về đây, ý con nói là đã về đây bao lâu rồi đó? Này mới 2-3 năm hả? 3 năm à? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dạ. Nhận cho nó trời ơi, thấy phương tiện đó nó khó khăn quá. Bởi vì hồi đó muốn bắt trên muốn trên kia, muốn kia là 10 triệu. Nhưng mà thấy ở chật quá. Là không có đường xe chạy nên cho kêu xuống cho ông này là ở có xe chạy đường đi. Đặng cho phương tiện của nó thấy trời ơi nhỏ này cà lết cà què rồi này nó trời ơi chịu không nổi đâu. Nhà cô thấy gia đình mà ba người bệnh hết ba người cô thấy sao? Thì thiên giờ nhờ ở ngoài tài trợ gì đó không biết. Dạ. Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân gì đó. Cô giờ cũng bệnh dữ lắm rồi cô không có em biết nhiều như giúp đỡ nó vậy thôi. Dạ. Ừ. Thấy cô giúp về là còn quý hơn cái gì nữa. Thấy cô, tại vì giò cô teo rồi nó ốm nó bị khớp á. Trời ơi tay chừng quá trời không. Ừ. Nó bị ốm nó bị khớp rồi nên giờ không khớp có làm nữa. Hả? Ừ khớp nó mới xuống giò. Vậy là bữa nay lại tiếp tục gặp thêm một vị chủ đất tốt bụng nữa. Ừ. Coi giò cả đi vậy chứ sợ. Ừ. Hả nó cái này bác sĩ nói hả đi phải dẫn. Không dẫn là bị hả nó té một cái rồi nguy hiểm. Dạ. Rồi em với cầm giúp anh đây. Ha. Ừ. Để anh cũng bữa nay cũng có kết quả sẵn chào giờ anh tiến hành anh làm cái dạ, để con sắp xếp với anh trực thôi. Đi được 4.000 cái bệnh viện đi liền luôn đó, dài bữa cái đi. Dạ. Yeah. Ở nhà em chật quá. Hai con ngồi kéo đây đi. Con ngồi kế đây con. Ngồi kế cô đi ha. Ừ, con thằng cô đó cũng được. Ừ. Cô sức sống. Ngồi chật đây luôn chật. Cho vài năm nữa thôi. Dạ. Ha. Nhà cô thấy còn khỏe lắm à, chứ cô mà làm được điều tốt vậy là mình được chờ Phật độ nên là sống lâu rồi. Ừ. Anh chật ngồi đây kế em nè, cho anh em mình tình cảm. Ừ, chụp đi rồi. Cái mốt có cái ra hình đó mình coi ha. Dạ. Cô thấy cũng thương cô quá. Ừ. Ừ. Con cũng đợi cô 50kg, bây giờ cô còn có 40 à. Mà cô bán ai cũng giống như cô thì đỡ quá. Ừ. Trời ơi, thấy... Nam Thiện. Dạ. Ngồi sao thững thờ như vậy? Rồi vui vẻ lên nha. Trời ơi, cô nằm bệnh viện, cái cô gần về nó nghe nó đó. Nó dùm gãy giò rồi, trời ơi, má ơi. Có chị đi ra cái này mà chị đi nửa đường. Chị xách vậy cho mình cái mùng với bịch đậu phộng. Ừ. Đi mình nhìn thấy chị. Chị ba đây, ba ốm dữ rồi nhìn vậy. Là tới đây ba giò mình, ba cười mình mới biết. Dạ. Yeah. Cô cũng biết anh này luôn hả? Cũng biết, nhớ. Ông Thầu, ông Thầu. Dạ. Ừ, cũng nhớ. Này là ông Thầu có tâm nhất cái chỗ này rồi đó cô. Nhớ ăn cái gì trên nhà sáu đèn á. Dạ. Ở đó đó. Con coi tới giờ tắm rửa. Ừ, làm sao em Thiện? Dạ. Làm sao tới giờ tắm rửa là sao? Có đi làm á. Chứ nó đi làm công ty á. Ừ. Làm đó dạ. Nay gần cái chục ngày. Em Thiện xích qua đây ngồi kế bên anh không? À, cô ấy cái chỗ nào cho cô ngồi kế bên đó được không? Dạ. Thôi chừng chúng có chừng ổ ông la làng luôn đó. Em Thiện ngồi
Xích qua bên anh nè. Ừ, thì ngồi chạy cạnh bên anh nè. Thì anh nghe cái gì lùng bùng lỗ tai quá vậy? Dạ. Hả? Nó là bên ai là nghe nói là đi đâu đi đâu? Dạ đi làm. Cậu đi làm luôn hả? Dữ vậy? Dạ. Cho nó nhanh nhanh. Không anh mừng. Cái không ấy ý cũng nói là con mừng. Đi làm đó. Ở dưới thủ thừa đó. Dạ. À. Không em làm công việc gì? Dạ làm đế dài. Đế dài. Dạ. Tới nay em làm được bao nhiêu ngày? Dạ nay nữa là 10 ngày. 10 ngày hả? Dạ. Tính ra hôm bữa giờ anh đi xuống tới đây là được bao nhiêu ngày? Bữa anh xuống cái đợt đầu hay đợt sau gì đó? Đợt sau là nó xuống đợt chả đi khám mắt á. Nó đi khám mắt rồi nó đi xin việc làm đó. Là bữa đi khám mắt về là đi xin việc làm luôn? Là đúng. Tính ra là chưa tới 10 ngày đâu chứ? 10 ngày hơn hả chứ? 10 ngày hơn hả chú? Ừ. Vậy con em ghi hình nhiều hoàn cảnh quá không nhớ. Cô nặng 8 ngày rồi như về đây nó mà ngày 10 ngày rồi. Là đi khám mắt đó là ngày đó là nó đi làm dạ. Rồi đó. Nó hay đi khám mắt rồi nghỉ làm rồi rồi kêu nó mới điện dưới là nói người ta nói là giờ đi làm cũng không chịu khoe anh biết nữa. Sao mới đi làm á? À giờ thôi. Về xong qua ngày sau đi. Giờ thôi để con hỏi cho em Thiện tí ha. Ừ. Em đi làm hôm bữa đi khám mắt về là thấy ổn là đi làm luôn. Em suy nghĩ sao mà em thay vì có tiền Mạnh Thường Quân đó sao em suy nghĩ sao mà đi liền nói dạ. Anh nghe được không? Tại vì thì nói chung là không có thể nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ hoài cho nên mình cũng phải có một cái công việc ổn định một chút. Ừ. Dạ. Đúng rồi, như vậy là điều tốt. Dạ. Chứ đâu phải mà giống như là gia đình đó ông bà cô bác thấy cụ thể trước mắt ba người ba người mà bệnh hết trơn nhưng mà sau khi mà khám bệnh là cô bác tài trợ nhất là bác Bảy á cũng tài trợ đi khám cho biết bệnh như thế nào thì em Thiện cũng yên tâm rồi có kết quả xong rồi bữa đó là xin đi làm luôn bên giày da là cứ suy nghĩ là những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân á là mồ hôi nước mắt đã đổ ra để giúp gia đình nên là trân trọng nên là để số tiền đó giống như là để có cái chỗ kín đáo gia đình ở ba mẹ ở. Dạ. Thì em xin việc làm mà chỗ đó gần nhà không? Dạ không, cũng ở Thủ Thừa. Thủ Thừa hả? Dạ. Ừ, vậy cũng hơi xa tí ha. Dạ. Một tháng làm được bao nhiêu? Dạ cỡ 5 triệu mấy. 5 triệu mấy. Dạ. Làm hôm nay là cũng gần 10 ngày. Dạ. Ừ. Thì nói mà thấy thương quá anh chắc ha. Phải những cái hoàn cảnh về Mạnh Thường Quân giúp là chính xác á. Nó đi về nhờ cái thuốc đó mà nó khỏe. Nó chích thuốc, chích xong rồi anh đi. Sao anh? Bây giờ nhờ số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì giờ nó bệnh nó cũng tạm, nói chung cũng không phải ổn nhưng nó cũng khỏe phần nào nó đi làm. Để có đồng tiền để xây sở thì giúp cho ba mẹ. Mạnh Thường Quân giờ cất sửa cho nó cái nhà. Nó đi làm, tôi ước nguyện chỉ cất cho nó làm sao mà nó sạch sẽ được. Dạ. Yeah. Nó không còn cầm cho cô đi. Còn mày sụp trời ơi, tôi thấy vậy tôi khổ quá. Mà tôi làm mày vô, tôi điện mấy cháu tôi á. Nó bị vậy trời ơi, tôi nói trời ơi nội thấy đi. Tôi nói rồi tôi khóc. Cho nó trời ơi đá tôi về nó. Thấy nữa. Mạnh thuộc cái con nhỏ cháu nó thôi bác ơi, yên tâm đi. Để con á xin cho cái mua gián đóng. Mà cũng đem về đó cho nó 1 triệu 10 ngàn. Cũng mấy dưới á. Cho về đưa cho nó. Rồi cũng đâu có đóng được. Đâu có đủ đâu đóng. Dạ. Vậy có nhiêu góp nhiêu đi. Ừ. Thì từ từ. Cô biết ai là người chỉ hoàn cảnh ở đây cho con biết không? Không. Em Nhí nè. Dạ. Em Nhí là có hoàn cảnh mà con đã ghi hình đó. Thì em Nhí chỉ con mới biết. Tại vì em Nhí là đi bán vé số. Tiếp xúc chỗ này chỗ kia á. Nên là biết được cái hoàn cảnh khó khăn. Nên chỉ con. Mặc dù em nó nhỏ nhưng mà nó có tâm. Thì bên cạnh đó là có anh Trực nữa là người đã phụ giúp cho Mạnh Thường Quân để xây cất căn nhà đó. Ừ. Thì thôi bữa nay á thì trước nhất á thì con cũng cảm ơn cô trước rồi ha. Ừ. Hồi thăm sức khỏe cô thì bên cạnh đó thì cũng có nhận thêm được cái một số phần quà cho gia đình, nhất là cái bọc quà nãy của chị Lệ đúng không? Yeah. Ừ. Ở đây hả, ai cho gì dưới nó điện. Dạ. Yeah. Bác ơi con có phần quà, mày xin cho tao đi, tao cho em tao. Dạ. Yeah. Em tao khổ quá, tao khổ mà em tao còn khổ. Thấy bệnh đó. Rồi thôi con xin phép ha, xin phép để con đọc danh sách ha. Rồi. Yeah. Ở đây thì có chị Sa Nguyễn ở Mỹ là gửi gia đình là 100 đô. À.
người ta chuyển cho Phong là 2.440.000, anh Thanh Nguyễn là 50 đô, chị Thủy là 50 đô, là gửi là 100, là người ta chuyển cho Phong là 2.440.000. Anh chị Lê Thanh Minh là gửi là 1.000, cô Nhung là gửi là 300, Zalo Thương Trịnh là anh Trịnh, là tên là anh Trịnh Văn Thương ở Di Hải, Quảng Nam là gửi là 500, anh chị Võ Thị Thùy Dung là 1.000, chị Thanh là 1.000, anh chị Phan Liễu là 1.000, hai cháu bán bánh mì bánh bao ở quận 8 là 500.000, chị Diễm ở Đức là gửi là 5.000.000, không ghi tên, nội dung là không có ghi tên gì cô chú anh chị, là lúc 17 giờ 11 phút ngày 1 tháng 12 năm 2023 là 500.000. Chị Loan ở Bình Thạnh là 300, cô Phượng là 500, chị Hồng Bình Thạnh là 2.000, cô Thu Võ Zalo là Nhãn Đặng ở Úc là 3.178.000. Thì tổng số tiền trong ngày hôm nay là gia đình nhận được là 21.658.000 ha. Ừ, cô thấy sao cô? Mừng lắm. Cô cầm đi, cô cầm giúp con ha. Cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình. Sát sát lên cô, sát cái mic lên. Rồi, 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 rồi. Xin cảm ơn hết. Chứ giờ không biết nói gì hơn nữa. Những mấy người hảo tâm, lòng hảo tâm ta cho. Thì cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình. Thì giờ không biết nói gì hơn để cho ông. Rồi cô đưa chú thì bữa nay chú sao? Thấy vui nên mừng. Rồi cái trước tiên là cảm ơn là Phong Nguyễn như tới đây, rồi thứ hai nữa Mạnh Thường Quân lại gần xa giúp trợ cho gia đình như vậy thì cũng ráng vượt qua, cũng rất là mừng, rất là cảm ơn, không biết bao nhiêu. Dạ, bữa nay là chú mừng lắm đúng không? Ừ. Chỉ có cái nhà ở trưa dạ, dạ. Sáng sớm nó vô kêu nó vô uống trà, tôi điện hoàng vô uống trà mà không dám nói, không dám nói là xin hỏi đất là anh chị cho ở nhiêu. Dạ, dạ. Đưa cái mic cho cô dùm giúp. Sáng tôi kêu ổng ra cái nó nói là hồi hôm em tính vô nói anh chị, mà anh chị ba bệnh anh lu bu quá nên không có nói, nên bây giờ là ổng nói là cho mày ở hết cái đời, mày chừng nào mày chết thôi, nhưng ở xã nó không có chịu, ở cho bao nhiêu năm đàng hoàng, bao nhiêu thước. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Đó, nó mới chỉ làm cái giấy, cái đơn đó. Thì đó. Thôi để con cũng, con trao tiền cho, giống như là cho Mạnh Thường Quân biết, chứ cô bác biết. Rồi để con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân với, cũng sắp xếp để tranh thủ làm ha. Vô ngồi luôn anh. Đây một cái người anh cũng phụ anh trực nè. Là bị ngang vậy là cứ đổ hết. Cái không rồi. Cái này để cái con mà đóng đà. Giống như là để Mạnh Thường Quân rồi. Với con với anh trực với gia đình để sắp xếp cho nó ổn. Tại vì á cái số tiền mà mình sắp xếp mà bên cạnh đó là còn chút đỉnh để cho gia đình chi tiêu với mà thuốc men nữa. Chứ mà đất hình như là con nghe cô nói là chỉ cho phạm vi nó giới hạn thôi đúng không cô? Với thời gian đúng không? Cái tờ giấy cho con mượn. 20 gì dài vậy là 20 mét. Không không, cái tấm lòng của cô cho 20 bao nhiêu? 20 năm. Thì con cũng với Mạnh Thường Quân cũng ước lượng cái khoảng thời gian là khoảng thời gian để mình tính toán á, chứ mình nếu mà sẽ có kiên cố thì chắc chắn là không có được. Cô xin giống như là tới đó thì nhầm khi còn phải bàn giao đất là nếu 20 năm mà tôi có chết thì thôi, còn nó còn sống thì nó cứ ở. Bây giờ trước mắt là 20 năm trước đi. Dạ dạ. Thôi con cảm ơn cô trước ha. Thì ở đây thì cũng hôm bữa là anh Tâm Trần Ngọc cũng có điện xuống đây á để nhờ bên phía gia đình với cùng với bên chủ đất á, cô là cô ở đây để làm một cái tờ giấy mà xác nhận ở địa phương. Dạ, nhỏ làm rồi mà. Dạ dạ, không để con lên một cái clip á để cho cô bác biết là nó cụ thể, mặc dù là mình đã trao đổi, mình đã nói rồi cô. Cụ thể ở đây là ở đây là thời gian là 20 năm anh. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian 20 năm. Nói chung là trong đây có nhiều yếu tố nó quan trọng lắm. Rộng 6 m, dài 20 m. Dạ. 20 m là 21 chú làm ha.
chứ giờ vô. Tại vì cái lộn này coi chừng mai mốt lấn ra. Dạ đúng không? Ở chùa là bao nhiêu á? Có một đỏ đàng hoàng nè ông bà cô. Rồi, có trưởng ấp nó biết, nó chỉ rồi lấn vô tới đâu rồi từ đó cứ cất vô. Còn hả, có cây mà cái gì nó cứ đốn. Dạ đúng rồi, nó chừa vô chứ. Ừ, cây luôn cơ hả, xài cái nào xài được cứ đốn chặt xài. Dạ rồi. Cái số tiền hồi nãy là đợt này con đọc cho gia đình là của Quý Mạnh Thường Quân là 21.658.000. Thì với cái số tiền mà hôm bữa là trên cái clip á, là con có thông báo là giữ 87.000.000 ha. Rồi. Thì trong cái quá trình mà gia đình á là sử dụng thì đã lấy hết 4.000.000, thì còn lại là 83.000.000. Thì 21.658.000 cộng với 83.000.000 còn lại hôm bữa ông giữ á, thì là 104.000.000 ha. 104.658.000. Thì con cũng thông báo ở đây là như vậy để cho gia đình mình biết ha, với Mạnh Thường Quân nắm được cái số tiền. Vui ngoài sao không cười lên. Em cũng cảm ơn cô bác anh chị mọi người đã giúp đỡ gia đình em có số tiền để sửa nhà, để với lại trang trải cuộc sống. Hôm nay em thấy cũng có hay mưa gió để nhưng mà giấy tờ đã hợp pháp hợp lệ hết rồi. Anh cũng tranh thủ hỏi ý kiến Mạnh Thường Quân xong xuôi hết rồi anh mới chạy xuống đây. Thì giấy tờ quan trọng là tờ giấy đã có thì Phong mới chạy xuống đây nè cùng bà cô bác. Thì bây giờ số tiền bây giờ nó hôm bữa giờ tính ra là gia đình mình cũng nhận được là khoảng 120.000.000 đó nha, chứ không phải ít. Thì chú với gia đình bây giờ là mình ở khoảng thời gian là 20 năm như vậy đó, thì cô chú tính mình xây dựng như thế nào? Để con nghe gia đình nói thử coi nó hợp lý không? Thì bây giờ tính đây đổ cái dàn đài bê tông ở trong đó trụ rồi là đàng hoàng, rồi mình đổ đà vô. Mình cái đây là cái bờ đê nó nữa, rồi mình đổ làm cái dĩ sẵn giờ anh chụp anh nghe luôn ha, giống như là chú nói như vậy. Mình độ tính khoảng là bao nhiêu tiền á? Là từ đây ra đó là đó đến liền luôn. Rồi, bây giờ cái số tiền cũng đã thông báo rồi ha, là con nhắc lại ha, là bây giờ là số tiền của gia đình chú là 104.658.000. Thì bây giờ để con trò chuyện hỏi chú là cái vấn đề mà chú muốn làm nhà như thế nào á? Chú làm coi như là chú nhìn nó mấy ảnh rồi chú. Giờ là sửa lại là cho nó kính đáo, nhưng mà nó cũng ngang khoảng chừng 4 mét thôi. Nó dài khoảng chừng 11 mét thôi. Gọi lại chịu nhiều quá mình là còn cái đi. Cái góc ngay đây đi xuống nó có độ sâu quá thì chú muốn làm như thế nào? Góc giờ mình muốn đổ hàng đổ xi măng. Đổ xi măng ở dưới ha. Xi măng dưới trên cái mình đổ cây đà rồi mình làm tấm dĩ, cái mình đổ bê tông qua luôn tới đây. Vậy cái nền sẽ làm nền bê tông. Mấy trụ bên đây sẽ làm trụ cột bê tông đi lên. Cột bê tông đi lên. Rồi cái mặt trước giống như là chú là chỉ là làm nhà tiền chế thôi đúng không? Làm tiền chế. Dạ. Thì mặt trước là chú làm như thế nào? Cái mặt trước thì quyền tính xây, quyền gắn cái cửa. Mặt trước là xây để gắn cái cửa? Dạ, vậy là... Rồi, hồi để con mượn cái mít ha. Rồi anh Trực có mới vừa nghe chú nói vậy đó thì anh Trực thấy sao anh Trực? Thôi giờ em cũng nhận làm cho anh cái nhà thì theo như nãy anh nói thì giờ anh nói là làm chiều dài 11 mét phải không? Dạ. Thì thôi giờ em làm cho anh là 12 mét luôn. Rồi chiều ngang là nãy anh nói là 4 mét thì em làm cho anh là 4m2. Nó cho nó hơi nhưng mà xíu, quan trọng nó... ở đây cái giá là như thế nào anh Trực? Cái giá thì nói chung thì nó cũng tương đối, mình tính theo cái vật liệu đó mình làm, mình chiết tính ra. Dạ dạ. Dù cái kiên cố nó khác, còn cái tiền chế nó khác. Nhưng mà tính bao nhiêu cái gì anh thì cái phần này mình tính làm như cái thứ đó thì mình đổ cái sàn nền này, đổ cái bê tông nền, mình dừng tôn làm xong làm cho anh cái toilet đằng sau luôn. Là cái này là anh làm thêm cái toilet nấu với sao nữa hả sao? Nối toilet phía sau. Nối toilet. Thì làm nằm tầm tính toán nằm khoảng 80. 80.000.000. Là toilet là anh làm nó dính luôn, là có xây hay là mình làm ấy? Mình xây chứ, toilet mình xây tường mình dán gạch cho anh chứ.
Là toilet là anh là xây tường gián gạch. Đúng rồi, mình xây phía sau. Là có bồn cầu trong luôn. Gắn luôn. Gắn bồn cầu luôn. Ừ. Thì mặt trước là theo cái lời của chú thì trước là sẽ xây đi lên mặt trước. Còn bên hông là sẽ làm tiền chế là làm... Tiền ton. Tiền ton. Ừ. Thì cái dần chân cái phía mà phía bên cái mương mà ngay chỗ cái phía mương sâu này nè. Dạ dạ. Thì mình làm nguyên cái dàn đà nó với cái đà câu cho nó kiền lắm. Dạ dạ. Nó nặng cái dàn đà đúng không? Nó nặng cái phần đó đó. Dạ. Ra cái số tiền nó có tăng lên. Dạ. Còn cái... Còn là cái lên trên thì mình xây lưng đứng cho nó khoảng chừng mét mấy. Nè mặt trước mình có sơn khoét gì hay là dán gì không anh? Mặt trước thì nữa mình tô. Tô hả? Tô sơn cho. Dạ. Thì gia đình đó là nghe cái anh Trực nói cái phạm quy là làm cái chiều ngang là 4m2. À, chiều dài là 12 mét đúng không anh? 12 mét. 12 mét. Là theo cái giống như là cái nguyện vọng của gia đình luôn á. Dạ. Thì có nhà tắm thì anh làm luôn cái nhà tắm. Xây gián gạch thì có cái bồn cầu bên trong nữa thì chú thấy là cái giá 80 triệu thì chú thấy sao? Dạ, thấy cũng rất là mừng, sợ mình giá cho nó đủ nó đừng có dạ. Chú thấy hợp lý không? Dạ hợp lý rất mừng. Thì cô đưa được cái mic cho cô đi, cô thấy sao cô? Cô cũng mừng lắm, vui lắm, nghe nói có xây nhà cầu nữa là mừng vui lắm. Dạ. Cô cô chủ đất, cô thấy cái giá đó thấy sao, thấy nó hợp lý không cô? Hợp chứ không có gì, gọn ở cứ đường mình ta tị theo tính theo số tiền. Dạ dạ. Có nó còn chưa, nó còn thuốc men nữa. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì hồi nãy là Phong cũng có trao đổi nói gia đình rồi, thì gia đình cũng giống như là cũng theo cái ý kiến của Mạnh Thường Quân, tại vì tiền á thì phải chi mình ở suốt cuộc đời á, thì mình cất sao cũng được hết, nhưng mà trong tầm cái giấy tờ á, chỉ có 20 năm thôi nên mình phải gói ghém sắp xếp cho nó làm sao cho nó hợp lý. Tại vì cô chú nè, chú thì cái chân bây giờ không có biết là phải như thế nào, uống thuốc làm sao nữa. Thì cô bị tiểu đường, bị bên cái tai biến nữa, đi đứng cũng khó khăn. Và bây giờ em Thiện á, thì sức khỏe nó ổn, tiến triển tốt và được đi làm. Nhưng mà mình phải tính là tính cái đường dài. Thì em là chủ, bây giờ là em là trụ cột gia đình trong cái khoảng thời gian này nè, em thấy sao? Em thấy mừng vì... Mừng mà không vui hả? Mừng cười lên. Sửa nhà. Vui, được đi bằng là vui vậy. Ở đây là gần là con cô bác đã cho đó. Dạ. Cái hợp đồng đó chúc em cũng ký vô đó luôn anh ha. Hợp đồng của anh đã có ghi sẵn á. Thì em cũng ký vô với gia đình mình ký vô. Cho 21 á, đúng theo cái gì mình đã nói. Mặc dù á, trên clip mình đã nói rồi. Nhưng mà trong cái hợp đồng mình cũng ký vô để xác nhận một lần nữa. Mặc dù là anh em tình cảm gì và tình cảm, nhưng mà cái trên cái công việc là làm của mình phải làm cho nó cụ thể anh ha. Cụ thể rõ ràng. Dạ. Thì hồi giờ tới cái anh xin phép ha, cái lúc mà bàn giao để đặt cọc, nó giống như là đặt cọc vậy đó. Thì hồi giờ mình đứng lên một tí ha anh ha. Đứng lên thiệt. Thôi cô đứng nổi không? Dạ cô bị tai biến rồi, cô cũng đứng được nè. Thì bây giờ để anh chào chú khó khổ đi. Chú có chân vậy chú đứng lên, ngày mai nhập viện nữa. Dạ. Thì cái số tiền 104.658.000 thì anh làm cái căn nhà tiền chế. Như những cái gì anh nói là anh muốn em gửi cho anh với gia đình gửi cho anh cái tiền đặt cọc là bao nhiêu được? Thì gửi trước 40 đi. 40 triệu anh ha. Ừ. Đổ vật liệu mình là 40 triệu. Ừ. Còn cái số lẻ đi. Số lẻ là 658.000 để chúc anh đưa gia đình luôn ha. Số lẻ đi để mất công anh dễ quên lắm. Anh treo số tiền à. Thôi vậy anh lấy 50 luôn đi, sẵn em có em thấy khỏi đi tiện. Chứ trước sau cũng đưa anh có tấm lòng nữa mà, cô bác ai cũng biết mà. Giờ xích qua anh đây em. Bây giờ em cũng còn xin phép cô chú là cho nó, bây giờ nó cũng cái tinh thần nó mới tốt rồi, cho nó cũng đại diện để thay mặt cô chú với gia đình chào ha. Rồi, em Thiện. Rồi em nhìn sao nói với anh Trực sao nè. Dạ con gửi chú trước 50 nha, để 50 gì? Dạ 50 triệu.
Dạ, để lo cho vật tư để sửa nhà cho con. Dạ, con cũng cảm ơn chú. Rồi, chú nhận số tiền này để chú làm cho nói chung gia đình cháu để cho có căn nhà để sớm. Dạ. 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 Trời hay quá. Rồi còn cái số lẻ nè 658 ha. Anh gửi luôn 700 đi. Alo. Mình ít một chút nhiều quá, sớm lắm. Rồi đây là như cái số lẻ là còn lại là bao nhiêu? À, em tính dở quá anh Trực. 54 triệu. Là 54 triệu ha. Đúng rồi, lẻ đó hả? Còn lại là anh thiếu gia đình 54 triệu. Nhưng mà gia đình em á là còn khoảng sau của cái phần mà xây nhà là còn 80 ha. Dạ. 80 triệu thì gần xong á thì mình gửi cái phần đó. Dạ. Còn cái tiền lẻ là 658 á thì anh gửi luôn là 700 ngàn. Em đưa cho ba em về bữa đi uống thuốc đi. Đưa cho ba đi em. Dạ. Sao chú? Thấy sao chú? À, thấy mừng. Thấy nhờ cô bác nhà trợ giúp cho mình kiếm nhà cho mình rất là mừng. Cái trước tiên là cũng cảm ơn cục thực lực Phan Nguyễn. Thứ hai là Mạnh Thường Quân, cô bác gần xa. Con mất cho gia đình mình nha. Mà nó cũng mất Nguyên Quỳnh đó. Rất là cảm ơn, rất là mừng. Cảm ơn Nhí luôn. Dạ. Thì gia đình mình cũng nhớ rõ là cái số tiền mà con còn giữ gia đình là 54 triệu ha. Thấy sao? Dạ em thấy rất là vui, mừng cho gia đình em Thiện có được cái nhà chỗ ở ổn định với tiền thuốc men để chữa trị cho ba, cho mẹ rồi luôn cả em nữa. Thì anh thấy anh cũng rất là vui, mừng. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân gần xa đã giúp đỡ cho em và cho con và em Thiện. Dạ, gia đình con cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cô chủ đất dễ thương nha. Dạ. Thì cô có muốn nói gì không? Chuẩn bị xếp chương trình này. Cô nói gì không? Cô có nói gì đâu. Dạ, cô không, cô nói gì tới Mạnh Thường Quân kênh con đi. Phát biểu. Thì hãy nói vậy cho gia đình nó thì cô quần chứ có không có gì hết. Dạ. Ừ. Con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân chúc cô có sức khỏe ha. Ừ. Để giống như là những việc làm của cô thì chào Phật biết, chào Phật phù hộ cô, gia đình cô. Rồi cô nằm bệnh viện cô cứ điện tùm lum la. Dạ. Cứu nó. Rồi. Chứ không có mà bỏ được. Dạ. Mà chân mình cũng cài lấy luôn. Rồi em cũng cảm ơn anh Trực nhiều nha. Dạ. Cảm ơn anh trai dễ thương ở đây nữa. Dạ. Từ cái bữa đầu là cũng bỏ một ngày công của anh để gửi gia đình. Chứ cũng gửi hoài, chanh, bữa chanh anh gửi em ngon quá, uống nước mát quá. Anh nói gì không anh? Dạ thôi xin, cũng xin đại diện gia đình và địa phương ở đây cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ha. Chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Dạ. Rồi, vô. Làm sao anh Trực? Vô ha. Thôi cũng cảm ơn hết tất cả là những anh chị cô chú Mạnh Thường Quân. Ừ. Cũng tại cũng nhờ cái tiền tài trợ cũng cho gia đình của anh Sáu thì cũng đứng ra làm cho anh Sáu là căn nhà. Ừ. Giờ trước hết cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân gần xa trong ngoài nước. Dạ, rồi cảm ơn anh. Rồi thôi thì Phan Nguyễn cũng ít không sao đó. Cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Rất là nhiều đã ủng hộ cho kênh của Phong để tiếp bước cho những hoàn cảnh. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cô chú đất, cảm ơn anh Trực ha. Cảm ơn những bà con ở đây và đặc biệt có người em trai dễ thương nữa, em Nhí. Thì cái số tiền còn lại sau khi mà gần xong á thì Phong sẽ trao gia đình để gửi cho anh Trực luôn. Nhưng mà sau khi mà cái căn nhà hoàn tất á, vô á, thì còn dư những cái khoản tiền nào đó thì Phong giống như là cũng gửi luôn để cho gia đình mình vừa có nhà mới, vừa đảm bảo an toàn. Rồi vừa bỏ vô tiền sổ tiết kiệm giống như là có cái sự mà phấn khởi hơn trong gia đình đó. Rồi hồi bây giờ thì Phong chúc ông bà, cô bác Mạnh Thường Quân, những khán giả xem chương trình luôn bình an, nhiều sức khỏe nha. Hẹn ông bà, cô bác những đoạn video tiếp theo.